chỗ cái cột của quả đó. Rồi bây giờ nó biết chưa cái xe đó, cái không biết của xe ai nó nói gì không sao, nó chứ không sao, không sao phải không? Ừ, nó chứ không sao, mình không có quyền đậu ống nước á. Đậu mà không, nó không có nói gì ống nước cái gì. Đậu mà ghim đậu vô đó, đậu cái đó. Trời, ống nước mà nó không nói ngồi vậy. Qua lời không được. Thành thử ra nó phải kêu mình giờ thôi chứ nó không nói. Cảnh sát đây cũng được. Tại thấy mình đi dắt cái thông cảm. Là nhờ mình mới ở đây mới sung túc chứ. Chứ ở đây đâu có gì đâu. Xe đen hả? Không có giấy chị.